Vâng, mình giới thiệu cho quý vị và các bạn một kiệt tác của thời gian, kiệt tác của thiên nhiên. Thời gian đã ban tặng cho cái tác phẩm này một cây xanh cổ. Chủ tác phẩm là anh Sơn Phú Lý, có lẽ ai cũng biết anh Sơn Phú Lý. Một cây xanh cổ, kiệt tác của nghệ thuật cây cảnh. Mình dường không biết miêu tả như thế nào về cái cây này cho nó đúng mỹ từ, nhưng chỉ có nói đến được hai từ tuyệt phẩm của cái cảnh nghệ thuật. Cái độ phiêu của cây, độ cổ kính và cổ kỳ mỹ của cái cây này có lẽ là những nghệ nhân cũng như lão làng trong làng cây và những người con khách đứng trước tác phẩm này nhìn thưởng lãm sẽ hút hồn cái tác phẩm này vào cái hồn của cây, hồn phách của cây rất lớn, nhìn từ trung tâm chính diện của cây ta nhìn thấy sự bệ vệ uy nghi và sự cổ kính già u vếu của cây tạo nên được hồn phách của cây, thu hút rất nhiều cảm xúc cho người thưởng lãm. Dạ, tới lớp luôn ạ. Một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật mang tầm cỡ phải nói là tầm cỡ khu vực. Rất kỳ mỹ và đặc biệt là một cái dáng phiêu, một dáng siêu phải nói là rất là bắt mắt và cũng rất là được mọi người công chúng và nhất là thời điểm này, cái dáng này cũng rất là được những người nhìn yêu quý. Một cái dáng mà phải nói là rất là nghệ thuật phiêu. Minh Dương hay nói được cái từ phiêu, một đợt cây thật nói là vi diệu về một tác phẩm xanh cổ.
to và cho này cả bộ này sau này làm cho này. Cho rút về trung tâm để yên ngay. Cầm một cái cây của Nhật Bản. Cây đó là tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Tuyệt tác của cái cảnh nghệ thuật. Chia sẻ cho quý vị một siêu tác phẩm của anh Sơn Phú Lý, một người Anh, một người mà đam mê về cây cảnh, phải nói là tâm huyết tuyệt độ. Khó có ai tâm huyết như anh, và một con người sở hữu được nhiều những tác phẩm đẹp nhưng rất là dân dã bình dị với anh em. Một người Anh phải nói là rất tuyệt vời trong làng cây cảnh. Ok, Minh Dưỡng chia sẻ và giới thiệu cho quý vị và các bạn biết được một cái tác phẩm như này để quý vị và các bạn tận mắt chứng kiến. Nếu có dịp các bạn về triển lãm điện tử để tận mắt chứng kiến siêu tác phẩm như này, các bạn mới thấy sự kỳ vĩ và tuyệt vời của tác phẩm. Hội đủ được những yếu tố kỳ mỹ, cổ kỳ mỹ. Ok, Minh Dưỡng cũng khép lại video đây với riêng một tác phẩm này, giới thiệu cho quý vị các bạn biết là cây xanh cổ của anh Sơn Phú Lý. Ok, xin chào quý vị. Chào quý vị và hẹn gặp lại các video mới. Ok. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.